Ngày 7 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo thủ tục rút Nga khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE đã hoàn tất vào lúc 0 giờ cùng ngày và văn kiện này không còn hiệu lực đối với Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí đều không thể thực hiện được từ ngày 7 tháng 11. Trước động thái của Nga, Mỹ và các đồng minh NATO đã ngay lập tức đình chỉ Hiệp ước này. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, quyết định được đưa ra sau khi có sự tham vấn và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO. Mỹ và các đồng minh cho rằng, việc tạm hoãn thực thi nghĩa vụ của CFE sẽ giúp tăng cường năng lực răn đe và khả năng phòng thủ của NATO. Mặt khác, Mỹ và các đồng minh NATO và các đối tác có trách nhiệm khác tiếp tục khẳng định cam kết đối với việc kiểm soát hiệu quả các loại vũ khí thông thường, coi đó là một phần then chốt của an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng, việc Nga rút khỏi CFE cho thấy, nước này tiếp tục phớt lờ vấn đề kiểm soát vũ khí và Mỹ buộc phải ứng phó do Nga có lực lượng vũ trang lớn nhất châu Âu. NATO cũng đã chỉ trích quyết định của Nga và cho rằng động thái này là một trong những hành động làm suy yếu an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Trong những năm qua, các hiệp ước quan trọng về kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga đều đã rạn nứt hoặc sụp đổ hoàn toàn. Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM, Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF, Hiệp ước bầu trời mở và Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Gần đây nhất là Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT và bây giờ là Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE. Những hiệp ước này được ký kết bởi Washington, Moscow cùng quốc gia khác tại thời điểm trong và sau chiến tranh lạnh nhằm giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân, các cuộc chạy đua vũ trang tốn kém hoặc căng thẳng quân sự nói chung. Năm 2002, Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM khiến Moscow tức giận. Trong khi đó, Washington nhiều năm qua đã cáo buộc Moscow gian lận trong Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF cho đến khi Hiệp ước này sụp đổ vào năm 2019. Năm 2021, Nga rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở. Đây là Hiệp ước cho phép các nước thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của nhau để quan sát vũ khí và các địa điểm quân sự. Cả hai nước vẫn tuân thủ New START, trong đó giới hạn số lượng đầu đạn cùng phương tiện vận chuyển mà mỗi nước có thể sở hữu. Việc cả Nga và Mỹ gia hạn New START đầu năm 2021 là một điểm sáng duy nhất trong bối cảnh kiểm soát vũ khí đang tiếp tục bị xói mòn. Nhưng thỏa thuận này sẽ hết hạn vào năm 2026 và không thể gia hạn. Căng thẳng về Ukraine đã khiến hai bên thậm chí không cử thanh sát viên tới nước của nhau như quy định trong New START. Hơn một thập kỷ qua, Điện Kremlin đã tăng cường chi tiêu không chỉ cho vũ khí thông thường và tiềm lực của quân đội, mà còn hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí chiến lược. Năm 2018, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga đang phát triển các loại vũ khí mới như ngư lôi dưới nước không người lái, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa lượn siêu vượt âm. Tổng thống Nga cũng thông tin về việc phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik vào ngày 5 tháng 10, Nga công bố đã thử nghiệm thành công vũ khí này. Mặt khác, vì Tổng thống Nga ký luật rút khỏi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT hồi đầu tháng này đã dấy lên hồi chuông cảnh báo với CTBTO, tổ chức chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Hiệp ước CTBT. Hiệp ước CTBT là một bước quan trọng nhằm ngăn chặn sự phổ biến của công nghệ vũ khí hạt nhân và kiểm soát kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Cùng với các hiệp ước trước đó, thỏa thuận CTBT cũng nhằm mục đích giảm phát tán chất phóng xạ vào khí quyển và đại dương trong những ngày hỗn loạn thời chiến tranh lạnh. Vấn đề ở chỗ là hiệp ước này chưa bao giờ có hiệu lực vì một số quốc gia, trong đó có Mỹ, chưa phê chuẩn. Tuy nhiên, hầu hết các bên ký kết, gồm những quốc gia có kho vũ khí lớn nhất thế giới là Nga và Mỹ, vẫn tuân thủ lệnh cấm. Hiệp ước cho phép các quốc gia tiến hành các cuộc thử nghiệm dưới mức tới hạn hoặc hiệu suất bằng không. Những điều đó liên quan đến chất nổ và vật liệu hạt nhân, nhưng không dẫn đến phản ứng phân hạch, phản ứng khiến vũ khí nguyên tử có sức mạnh khủng khiếp. Cả Mỹ và Nga đều được biết là đã tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy. Bà Lynn Rustin, cựu nhà đàm phán kiểm soát vũ khí của Mỹ, nhận xét rằng, việc Nga hoặc bất kỳ cường quốc hạt nhân lớn nào rút lui khỏi CTBT sẽ là một đòn giáng mạnh vào mục tiêu không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt vụ thử hạt nhân của các quốc gia khác. Trước đó, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus
trong bối cảnh các thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu đang lần lượt sụp đổ, là câu trả lời cho sự hiện diện ngày một tăng của khối quân sự NATO gần biên giới Nga, nhưng được cho là có tác động hạn chế đến thế cân bằng chiến lược ở châu Âu. Tổng thống Belarus Lukashenko từng bày tỏ quan ngại phương Tây âm mưu xâm chiếm Belarus và tin việc Moscow bố trí vũ khí hạt nhân sẽ giúp Minsk bảo vệ đất nước. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Alexander Volfovich đánh giá, vũ khí hạt nhân là một trong những công cụ răn đe chiến lược về mặt quân sự, và phương Tây khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác. Ở nửa phía Tây châu Âu, sự sụp đổ của Liên Xô không khiến Mỹ rút vũ khí hạt nhân về nước, bất chấp lời kêu gọi của Nga. Mỹ và đồng minh NATO rất kín tiếng về số lượng chính xác vũ khí hạt nhân được lưu trữ trong các kho châu Âu. Ông Andrei Balitsky, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc cho biết, các thỏa thuận quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân cấm chuyển giao vũ khí hạt nhân cho nước ngoài, nhưng không cấm triển khai chúng trên lãnh thổ quốc gia khác nếu quốc gia sở hữu những vũ khí đó duy trì quyền kiểm soát toàn diện. Mỹ đang dùng logic này để giải thích lý do họ đưa vũ khí hạt nhân tới châu Âu. Với cách tiếp cận tương tự, Moscow khẳng định họ kiểm soát toàn diện vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Belarus. Theo chuyên gia Balitsky, việc Nga đưa vũ khí hạt nhân sang Belarus nên được xem là một cử chỉ chính trị. Tổng thống Putin đang chứng minh cho phương Tây thấy rằng chiến lược đối ngoại của ông là nghiêm túc và Moscow sẵn sàng đáp trả khi cần thiết. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định Moscow chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả nếu xuất hiện mối đe dọa đối với sự tồn vong của đất nước. Ngoài Mỹ, còn ít nhất hai quốc gia NATO khác ở châu Âu là Anh và Pháp cùng sở hữu vũ khí hạt nhân. Những năm qua, không ít chính trị gia phương Tây đặt dấu hỏi về sự cần thiết của vũ khí hạt nhân ở châu Âu và kêu gọi Washington rút chúng về nước. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ chúng lại như một biểu tượng vững chắc về cam kết bảo vệ đồng minh. Ngoài ra, giới quan sát tin rằng sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu còn trở thành con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai.